Chào mừng các bạn đã quay trở lại với các bài tập cùng Hằng Nga. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài tập yoga trên ghế. Bài tập được thiết kế đặc biệt dành cho những bạn hay ngồi làm văn phòng, những người mà thường xuyên là ngồi nhiều và hay bị các cơn đau mỏi cổ vai gáy hành hạ. Đến với bài tập ngày hôm nay, chắc chắn là chúng ta sẽ được thư giãn phần cổ vai gáy cho mình nhé. Sẽ lựa chọn cho mình một tư thế ngồi thật là thoải mái. Chúng ta sẽ ngồi đuôi ra cái mép ngoài của ghế, các bạn đừng ngồi sâu quá phía bên trong. Hãy cuộn xương cụt lại, giữ cho lưng của chúng ta thẳng. Hai tay mình đặt thoải mái trên đùi nhá. Hít một hơi nào, vươn hai tay lên, mắt nhìn theo tay, cánh tay song song, thở ra, hạ xuống, mắt nhìn xuống chân, chắp hai tay trước ngực. Hít vào, vươn lên nào. Hãy thư giãn lồng ngực, thả lỏng vùng cơ cổ và vai. Thở ra, hạ xuống, nhìn xuống chân. Hít vào lần ba, vươn lên, mắt nhìn tay. Thở ra, hạ xuống, chắp tay lại, mắt nhìn xuống. Hít vào, vươn lên. Thở ra, chắp tay nhìn xuống. Lần cuối, hít vào, vươn tay lên nào. Bây giờ chúng ta đan hai tay vào nhau, lật ngửa lòng bàn tay lên. 5 4 3 2 1 Thở ra, mình chắp tay xuống, nhìn xuống xuống, hãy gù lưng lên càng nào. Mình giữ ở đây. 1 2 3 4 5 Hít vào, ta buông tay. Mình thở ra, nghiêng mình nào. Hít vào, tay trái nắm lấy eo lườn bên phải. Thở ra, vươn găng tay phải áp sát găng tay, nghiêng người sang bên trái. Hít vào, sang ngang. Thở ra, nghiêng phải. Tay phải nắm lấy eo lườn bên trái. Hít vào, sang ngang. Thở ra, nghiêng trái. Hít vào, ngang. Thở ra, nghiêng phải. Hít vào, ngang. Thở ra, nghiêng trái. Hít vào, ngang. Thở ra, nghiêng phải. Hít vào, ngang. Thở ra, trái. Hít vào, ra ngang. Thở ra, phải. Một lần cuối, hít vào, sang ngang, thở ra, nghiêng trái. 5, mình giữ ở đây nào. 4 3, nghiêng sâu một xíu. 2 1, hít vào, sang ngang, thở ra, nghiêng phải. Lúc này hãy cảm nhận là toàn bộ cơ liên sườn bên trái của chúng ta đang được kéo rất là căng ra. 5 4, nghiêng sâu hơn nào. 3 2 1 Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, mình đặt lên đùi. Bây giờ chúng ta sẽ cuộn và mở vai nhé. Hít vào này, cuộn, mở vai ra và ta đẩy ngược ra phía trước. Thở ra, cuộn gù lưng lại, đưa sát cằm về hõm cổ. Lặp lại nào. Hít vào, mở ngực, đẩy ra phía trước nào. Thở ra, gù lưng lên cao, đưa sức cằm vào cổ, mặt nhìn xuống xuống. Lần ba, hít vào, mở ngực, đẩy. Thở ra, cuộn gù lưng lên cao, mắt nhìn xuống xuống. Lặp lại, hít vào, mở ngực, đẩy ngược phía trước nào. Thở ra, gù lưng, mắt nhìn xuống rốn, hãy gù lưng lên cao nào. Cảm nhận lúc này toàn bộ cảm nhận vùng đốt sống cổ, đốt sống ngực đang được giãn. Lần cuối, hít vào, mở ngực, đẩy ra phía trước, mở nhiều ngực ra lại. 5 4 3
2 1 Thở ra gù, nâng lên cao, đưa sát cằm về hõm cổ, mắt nhìn sâu xuống rồi. 1 2 3 4 5 Hít vào, buông lỏng người, ta thở ra. Hai tay mình sẽ đặt trên hai cầu vai nhé. Giờ chúng ta sẽ thư giãn vùng khớp vai, hít vào, uốn tay lại đưa từ phía trước, thở ra ngả về sau, hít vào về trước, thở ra, hít vào lần ba về trước, thở ra, hít vào về trước, thở ra, lần cuối hít vào về trước, thở ra. Bây giờ ta sẽ quay theo chiều ngược lại, hít vào cuộn. Bây giờ chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược lại, hít vào cuộn lại về trước, thở ra, hít vào, 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 thở ra, ta buông tay xuống. Bây giờ chúng ta sẽ dang rộng hai bàn chân ra. Động tác vặn mình, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho hai cẳng chân của mình vuông góc với sàn này. Hai tay mình chống trên hai chân gối, chúng ta sẽ có thể ngồi lui ra phía ngoài hơn một xíu nữa cho dễ làm nhá. Hít một hơi, đẩy được ra phía trước, chống hai tay đẩy căng đúng. Thở ra, vặn người sang bên trái, tay nhìn về phía sau. 5 4 Hãy giữ cho lưng thẳng nào. 3 Dùng cái cánh tay phải mình đẩy vào thêm phía đầu gối bên phải, vặn thêm xíu nữa. 2 1 Hít vào, mình xoay người về phía trước, thở ra đổi bên, vặn người đẩy nhiều tay trái vào đầu gối trái, vặn mở người sang phải. 1 2 3 4 5 Hít vào, xoay người về giữa, thở ra, hãy chụm hai chân lại, hít một hơi, chắp hai tay trước ngực, thở ra, hãy từ từ cài trỏ tay phải lên đùi trái, vặn người sang bên trái nào. Các bạn hãy chú ý hai bàn tay của chúng ta chắp vào nhau này, hai bàn tay chắp lại và cố gắng đưa vào càng để giữ ngực càng nhiều thì bạn mở được nhiều hơn. 1 Mình giữ đây nào, thả lỏng vùng khớp cổ và khớp vai nào. 2 Đẩy yếu hơn xíu nữa. 3 4 5 Hít vào, mình xoay người về giữa, thở ra ta đổi bên nào, cài trỏ tay trái lên đùi phải, vặn mở người sang phải nào. 5 Đẩy bàn tay sang ngang nhé, các bạn không đẩy lên tràn nó sẽ không mở được vai. 4 Giữ cho lưng thẳng nào. 3 Vặn nhiều hơn xíu nữa. 2 1 Hít vào, mình xoay người về trước, thở ra, ta buồn tay. Tiếp tục hít một hơi, vươn hai tay lên, cánh tay song song, lòng bàn tay hướng nhau nào. Hãy duỗi thẳng bàn chân ra nào. Thở ra, bước dài lưng này, kéo dài một số, nắm hai tay xuống dưới cổ chân. Tiếp tục tay phải mình nắm lấy cổ chân trái, đẩy thẳng lưng, hít một hơi, thở ra, vươn cánh tay trái lên chân, mắt nhìn theo tay. 5 4 3 2 1 Phẳng mình tay xuống, thở ra đổi bên, tay trái nắm lấy đầu gối chân phải, hít một hơi đẩy thẳng lưng căng ngực, thở ra phẳng mở người sang phải, mắt nhìn theo tay lại. 1 Giữ cho lưng thẳng. 2 Lúc này cuộc sống hoàn toàn được kéo giãn. 3 Cứ vai đang mở. 4 5 Hít vào, mình hạ tay xuống, thở ra. Bây giờ chúng ta hãy giữ hai tay ở cổ chân nào, hít một hơi, vươn dài lưng nào, kéo dài cuộc sống ra. Mình sẽ xoay người sang ngang cho các bạn dễ quan sát nhé.
hơi lưng dài lên, kéo dài cuộc sống là tay giữ cho lưng mình thẳng nhé các bạn này, bằng cách nâng người mình đẩy ra phía trước, thở dài này từ từ gập xuống, chúng ta gập theo khả năng nhé. Và nếu như bạn thấy căng ở điểm nào mình dừng tại điểm đó, không vì cố gập xuống mà cái lưng của mình gù như này, không cố gập xuống là lưng gù, giữ cho lưng thẳng một cách, nâng ngực đẩy ra phía trước lưng thẳng này. Và bây giờ chúng ta gập đến căng lúc nào dừng lúc đó. 5, mỗi một hơi thở ra thì mình còn khả năng hãy gập thêm một xíu. 4 3 2 1 Rồi, bạn nào căng nhất sẽ có thể gập cái chân sát xuống. Hít vào và nâng người lên. Rồi, mình thở dài, co hai chân lại. Và bây giờ chúng ta hít thở sâu nào. Bây giờ hai tay chúng ta sẽ đặt trên đầu gối, tách rộng hai gối ra, mở rộng bằng hông. Hai tay đặt trên gối, bây giờ sẽ hít thở sâu trong 3 hơi thở nhé. Hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Lần hai, hít vào thật sâu, hãy cảm nhận nào, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Xa thật chậm, cảm nhận toàn bộ vùng cơ vai, đốt sống cổ, đốt sống lưng, đang thở ra. Lần cuối hít vào một hơi, hãy tròn căng bụng lên nào, rồi thở ra, ta rút sâu rốn vào bên trong. Rồi bây giờ hãy từ từ mở mắt ra nào. Chúng ta vừa kết thúc bài tập yoga dậy ghế. Các bạn có cảm thấy mình dễ chịu hơn chưa ạ? Đó, bài tập sẽ giúp chúng ta thư giãn toàn bộ các cái vùng khớp vai này và giúp cho các cái mạch máu của mình lưu thông, mình không có bị bó cơ lại. Và khi bó cơ lại thì hai cái phần bên cổ vai gáy của chúng ta rất là cứng và sẽ làm cho mình xảy ra những cơn đau cổ vai gáy. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình và những người xung quanh để họ cũng cùng được tập và thoát khỏi những cơn đau cổ vai gáy các bạn nhé. Và Ngài xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hà Ma trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hà Ma để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hà Ma xin chào. Bye bye.